Cố vấn Liên Hiệp Quốc tiết lộ bí mật về cuộc chiến Ukraine. Jeffrey David Sachs là một nhà kinh tế học kiêm nhà phân tích chính sách con người Mỹ, nổi tiếng với công việc về phát triển bền vững và giảm nghèo. Ông sinh vào ngày 5 tháng 11 năm 1954 tại Oak Park, Michigan, Hoa Kỳ. Sachs là giáo sư tại Đại học Columbia và là giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững. Tại đây, ông cũng là chủ tịch mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, UN Sustainable Development Solutions Network, và từng là cố vấn đặc biệt cho các tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững SDGs. Sachs đã viết nhiều cuốn sách bán rất chạy, bao gồm The End of Poverty, Kết thúc nghèo đói, và Commonwealth Economics for a Crowded Planet, Tài sản chung, kinh tế học cho một hành tinh đông đúc. Ông được biết đến với các chiến lược táo bạo và hiệu quả để giải quyết các thách thức phức tạp như khủng hoảng nợ, siêu lạm phát và chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Jeffrey Sachs đã có một buổi phỏng vấn với nội dung đáng kinh ngạc, tiết lộ về bản chất chân thực về cuộc chiến Ukraine. Sau đây là bài phát biểu của ông. Người dịch Thiên Bảo. Để tôi giải thích trong 2 phút chiến tranh Ukraine. Đây không phải là cuộc tấn công của Putin vào Ukraine theo cách mà báo chí vẫn nhồi vào đầu chúng ta mỗi ngày. Mọi việc bắt đầu vào năm 1990. Ngày 9 tháng 2 năm 1990, James Baker đệ tam, Bộ trưởng Ngoại giao của chúng ta, đã từng hứa với Gorbachev là NATO sẽ không di chuyển một inch về phía đông nếu Nga đồng ý với Đức thống nhất. Về cơ bản, đây là dứt điểm hệ quả của Thế chiến thứ hai. Gorbachev nói đó là điều kiện trọng yếu. Đúng là NATO không di chuyển và chúng tôi đồng ý với Đức thống nhất sau đó. Ngay từ năm 1994, nước Mỹ đã chơi gian khi Clinton ký vào một kế hoạch mở rộng NATO đến tận biên giới Ukraine. Đây là thời điểm mà nhóm người tân bảo thủ lên nắm quyền, và Clinton là kẻ châm ngòi đầu tiên. Việc NATO mở rộng bắt đầu vào năm 1999 với Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc. Vào thời điểm đó, Nga vẫn chưa quan tâm lắm. Không có biên giới nào khác ngoài Königsberg, nhưng ngoài ra thì cũng không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với Nga. Sau đó, vào năm 1999, Hoa Kỳ tiến hành đánh bom Serbia. Điều đó thật tệ bởi vì NATO được huy động để đánh bom một nước châu Âu. Thủ đô Belgrade 78 ngày liên tiếp để chia cắt đất nước này thành nhiều mảnh. Người Nga rất không thích. Nhưng khi Putin trở thành tổng thống, ông đã cố nhẫn nhịn. Cho dù có chút phàn nàn, nhưng thậm chí Putin cũng bắt đầu ủng hộ châu Âu, ủng hộ Mỹ. Ông ta đã thật sự ngỏ ý muốn tham gia NATO. Khi đó, hai bên vẫn còn chút quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Sau đó, sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra, rồi đến cuộc chiến Afghanistan, và người Nga đã nói, vâng, chúng tôi sẽ hỗ trợ các ông, chúng tôi hiểu cần nhổ tận gốc khủng bố. Nhưng rồi Hoa Kỳ lại có hai hành động mang tính then chốt khác nữa. Vào năm 2002, Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo. Đây có lẽ là sự kiện quyết định nhất mà chưa từng được thảo luận trước đó. Kết quả là Hoa Kỳ đưa vào hệ thống tên lửa ở Đông Âu mà Nga xem là mối đe dọa trực tiếp nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Bởi vì nó giúp dễ dàng triển khai một cuộc tấn công tên lửa phủ đầu cách Moscow vài phút. Và chúng tôi đã triển khai hai hệ thống tên lửa AGIS mà chúng tôi gọi là phòng thủ. Còn Nga thì lại bảo, làm sao chúng tôi chắc đó không phải là tên lửa Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân. Hoa Kỳ đã nói thẳng thừng, chúng ta đã xong chuyện, và rồi chúng ta đơn phương rời khỏi Hiệp ước ABM vào năm 2002. Sau đó năm 2003, chúng tôi đã xâm lược Iraq bằng những lý do hoàn toàn giả tạo. Ghi chú của tác giả Thiên Bảo. Mỹ kết tội chế độ Saddam Hussein tàn trữ vũ khí hóa học giết người hàng loạt, nhưng cho đến nay họ vẫn chẳng tìm thấy gì. Tôi còn nhớ sự việc lúc đấy rất nóng bỏng và nó xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình Việt Nam. Trong năm 2004-2005, chúng tôi đã tham gia vào một chiến dịch thay đổi chế độ ở Ukraine theo phương thức mềm. Cái gọi là cách mạng màu đầu tiên đưa vào văn phòng nội các một người mà tôi biết rõ. Đó là Tổng thống Yushchenko, cũng là người bạn xa xôi của tôi. Bởi vì tôi từng là cố vấn cho chính phủ Ukraine năm 1993 đến năm 1995. Và sau đó Hoa Kỳ nhúng tay bẩn thỉu vào việc này. Lẽ ra họ không nên can thiệp vào cuộc bầu cử của quốc gia khác. Vào năm 2009, Yanukovych đã thắng cử và ông trở thành tổng thống. Và vào năm 2010, trên cơ sở trung lập cho Ukraine, điều đó đã làm dịu mọi thứ. Dẫu cho Hoa Kỳ đã tác động NATO, nhưng người dân Ukraine trong các cuộc thăm dò ý kiến thậm chí không muốn tham gia NATO. Họ biết rằng đất nước bị chia rẽ giữa các dân tộc người Ukraine và dân tộc Nga. Vậy chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn rũ bỏ các rắc rối. Vì vậy, vào ngày 22 tháng 2 năm 2014, Hoa Kỳ đã tham gia tích cực vào việc lật đổ Yanukovych. Một hoạt động thay đổi chế độ rất kinh điển của Hoa Kỳ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả. Người Nga đã giúp chúng ta một việc. Họ đã nghe lén một cuộc gọi tệ hại giữa Victoria Nuland, hiện là đồng nghiệp của tôi tại trường đại học Columbia. Và nếu bạn biết bà ấy và những gì bà ấy làm, xin hãy bỏ qua cho tôi. Giữa bà ấy và đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, Geoffrey Pyatt, là một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho đến ngày hôm nay. Và họ đã nói về việc thay đổi chế độ. Họ nói ai sẽ là người tiếp theo chính phủ. Sao chúng ta không dựng gã này lên? Klitschko nên hạ đài. Hãy để Yatsenyuk nắm quyền. Và chúng ta sẽ đưa anh lớn Biden vào tạo ra một cuộc tấn công. Pyatt đã vỗ vai Biden. Và rồi họ đã lập nên chính phủ mới. Và tôi tình cờ được mời đến đó. Ngay sau đó tôi không rõ chuyện gì xảy ra trong hậu trường. Nhưng tình hình trở nên tệ hơn. Sau đó Hoa Kỳ nói rằng, OK, bây giờ NATO sẽ mở rộng. Còn Putin thì liên tục nói, dừng lại, các ông đã hứa không mở rộng NATO. Nhân tiện, tôi quên đề cập đến thời điểm 2004. Thêm 7 quốc gia đã gia nhập NATO: Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia. Rõ là không tiến thêm một inch về hướng đông. Và sau đó là một câu chuyện dài. Nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục từ bỏ lý thuyết ngừng mở rộng NATO đến biên giới của Nga. Sau đó, chúng ta lại đưa thêm vào những hệ thống tên lửa chết tiệt sau khi phá vỡ một hiệp ước. Vào năm 2019, chúng ta đã rời khỏi hiệp ước điểm trung chuyển hạt nhân. Rồi vào năm 2017, chúng ta đã rời khỏi JCPOA, hiệp ước với Iran. Đây là vấn đề đối tác, vấn đề xây dựng lòng tin. Nói cách khác, Hoa Kỳ hoàn toàn theo đuổi chính sách đối ngoại liều lĩnh. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Putin đưa lên bàn một dự thảo thỏa thuận an ninh Nga-Mỹ. Bạn có thể tìm thấy nó trên mạng. Cơ sở của nó là không có mở rộng NATO. Tôi đã gọi đến Nhà Trắng một tuần sau đó. Tôi cầu xin họ tham gia đàm phán Putin và đưa ra nghị trình để tránh cuộc chiến này. Họ nói, ôi Jeff, sẽ không có cuộc chiến nào đâu. Hãy công bố rằng NATO sẽ không mở rộng. Ôi đừng lo lắng, NATO sẽ không mở rộng. Tôi đã nói, sẽ có chiến tranh đấy nếu chuyện đó xảy ra, mở rộng NATO. Vậy sao các ông không công bố chính thức? Ông ấy nói không, chính sách của chúng tôi là một cánh cửa mở, chính là Jack Sullivan nói. Chính sách của chúng tôi là một cánh cửa mở. Tức là chúng tôi vẫn để ngỏ cho NATO mở rộng. Đúng là chết tiệt. Bạn không có quyền chơi theo kiểu muốn đặt căn cứ quân sự của mình ở đâu tùy thích mà lại muốn hòa bình thế giới này. Cần rất thận trọng, không có cái gọi là cánh cửa mở. Nghĩa là sẽ ở đó và chúng ta sẽ đặt hệ thống tên lửa của chúng ta ở đó và đó là quyền của chúng ta. Không có quyền nào mà chúng ta đã tuyên bố vào năm 1823. Người châu Âu không đến Tây Bán Cầu. Đó là học thuyết Monroe. Toàn bộ Tây Bán Cầu sau tất cả đều ổn. Dù sao thì họ đã từ chối các cuộc đàm phán. Sau đó là chiến dịch đặc biệt của Nga. 5 ngày sau thì Zelensky đã hạ giọng, "Ok, chúng tôi trung lập." Và sau đó người Thổ Nhĩ Kỳ nói, "Họ sẽ làm trung gian." Tôi đã bay đến Ankara để thảo luận đàm phán, vì tôi muốn nghe chính xác những gì đang diễn ra. Những gì đã diễn ra là họ đã đạt được một thỏa thuận với một vài điều vụn vặt và chiến tranh kết thúc. Và sau đó Hoa Kỳ và Anh chen vào. "Không đời nào, Ukraine hãy chiến đấu tiếp, chúng tôi sẽ chống lưng." Không tiến về phía trước, các anh sẽ chết hết. Sau đó, sự chống lưng của chúng ta là đã đẩy họ vào mặt trận. Đó là 600.000 người Ukraine đã chết cho đến nay. Kể từ ngày Boris Johnson bay đến Kiev để động viên họ hãy dũng cảm lên. Thật là kinh hãi. Vậy nên khi bạn nghĩ về câu hỏi của mình, chúng ta phải hiểu rằng không giống như những gì chúng ta được nghe hàng ngày, không phải chúng ta đang đối mặt với kẻ điên như Hitler đang tấn công chúng ta. Kiểu như hắn xâm phạm chỗ này, xâm phạm chỗ kia và hắn sẽ chiếm lấy châu Âu. Đây là ngụy lịch sử, là một câu chuyện mang tính quảng cáo nhào nặn của chính phủ Hoa Kỳ. Và nó không đứng vững chút nào với dân trong nghề. Và nếu bạn cố nói một từ nào về điều này, bạn sẽ giống tôi. Tôi đã hoàn toàn bị loại khỏi tờ New York Times. Trở lại năm 2022, sau khi tôi dành cả cuộc đời của mình để viết các chuyên mục cho họ, khi tôi gửi nội dung này đăng nền tảng trực tuyến, họ thậm chí đã không cho phép tôi một bài viết 700 chữ về những gì tôi đã tận mắt chứng kiến về cuộc chiến này. Họ chỉ đơn giản là đang đóng kịch. Chỉ có Chúa mới có thể ngăn việc một cường quốc hạt nhân tấn công chúng ta. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta đang rất gần với điều đó. Và chúng ta nên ngừng theo đuổi Trung Quốc và Đài Loan.